màn ZT360, màn 10 in dành cho Xpander. Dẫn đường Việt Map bản quyền nha các bạn. Các bạn có thể check thông tin cập nhật dữ liệu bản đồ ở đây. Con này đang là 2022 tháng 1 thứ 3. Đúng là phần mềm mới nhất hiện nay rồi. Kết hợp camera 360 này. Đấy, xi nhan trái, xi nhan phải này. Gọi cam trực tiếp trên màn hình. Đấy. Thì các bạn có thể nhấp cái này cam mình trước này. Nhấp trực tiếp vào màn hình để mình chuyển cam luôn. Cam trái này. Cam phải này. Cam sau này. Đó. Camera thì chất lượng AHD nên là chip thì chip Sony nên là buổi tối hay là quay ban ngày rất là rõ nét các bạn.